Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Mèo. Và ngày hôm nay thấy bảo là mới cập nhật cái gì mà giảm thiểu hack cheat thì tôi cũng chả biết là có cập nhật không bạn ạ. Mà thôi, đợt này tôi thấy là hơi hoang mang khi mở phòng liên thông, đợi một vài ngày nữa ổn định rồi tính sau bạn ạ. Hôm nay đi lượn lờ trên cộng đồng mini world tiếp thôi bạn ơi. Ui, cái gì đấy vừa mới vào cái đập thẳng vào mắt là cái gì mà tu quả tòa nhà nhìn trông đỉnh ta bạn ơi. Ê, bởi quả lâu đài mặc dù nhìn trông hơi thô bằng màu sắc được ấy nhỉ, xong cảm giác nhìn nó hơi lực lực bạn ạ. Nhưng được cái là màu sắc là gọi là ok bạn ạ. Ê nè, màu sắc thì ok, mặc dù trông nhìn cái phần hoàn thiện trông có vẻ là hơi bị gọi đến tạo ra hơi bị vuông vức quá nhỉ, không được bượt mà lắm, nhưng được cái là màu sắc rất là tuyệt vời. Bạn nhìn thấy là nếu mà cải thiện hơn phần xây là ok đấy, phần màu thì ok rồi nha. Đấy, còn phần xây cảm giác trông hơi thô nhỉ. Đấy, nhìn này, mấy cái này trông nhìn hơi thô bạn ạ, nó trông hơi thô. Về phần màu là gọi là ok rồi đấy. Cái này mà tận dụng làm mắt đối chiến hay mắt giải mã là ok phết nhỉ. Này, kiểu đối chiến ở trong này này, ở giữa sàn này cũng là ok chứ, hay giải mã gì đó, còn để không thì hơi phí. Đúng là phần nhìn hơi thô thật, mấy cái kiểu mái mấy cái thứ trông nhìn này, mấy cái tháp này nhìn hơi thô, màu thì ok rồi đấy, mong rằng là bãi cải thiện thêm hơn nữa được, chứ mà cũng ok là bật lại gì đấy, khó chịu vô cùng à. Là sao ta bật, sao mà khó chịu ta? Là sao bật? Ủa là sao đổ nước này? Là sao? Là sao? Ok, nước có chảy xuống. Ôi, quả nước chảy thì mình nhìn trông nó xấu vậy. À, bạn ý đi mà, bạn ý này, hiểu rồi. Đây này, bạn ấy muốn đổ nước nó thẳng tắp nhìn đẹp như này, nó kiểu như nhìn cho đẹp em đấy. Bạn ấy định xây cái cột nước để cho nó trang trí đẹp như này, ai ngờ đổ kiểu gì đổ kiểu gì nó thành ra như này luôn bạn ạ. Mà đây là mắt sinh tồn nha, bây giờ muốn đổ lại phải trèo lên trên bên xong các thứ cũng hơi mệt nhỉ, công nhận nhìn cũng khó chịu thật. Bạn ấy đang bảo sao đây này, đúng rồi đây này đấy. Đúng ra bạn ấy muốn để cái tháp nước nó thẳng cái này này, nó ai ngờ nó thành cái này. Công nhận nhìn nó cũng khó chịu thật. Ok. Yeah, tôi thấy trồng cây dễ mà. Tôi chừng 2 ngày cây lớn, nói chung là cũng nhân phẩm thôi. Mèo peo có tầm ngày rưỡi 2 ngày là cây lớn bận ạ. Sao nhìn trông nó cứ bị mất một góc mà nhìn ảo vậy. Ok. Nói chung là chắc là cũng hên xui bận ạ. Ủa, cái quả này có nẻ. Ủa, tôi biết là cái quả thần này nó có cái hướng này á. Ủa, sao tôi không để ý nhỉ? Ủa, cái quả thần nó có cái hiệu ứng này à? Không biết thật nha. Ê, ủa cái quả thần này nó có hiệu ứng người ta? Để khi nào tôi lấy thử cái quả thần nữa, tôi đi xem thử bạn ạ. Nó cũng không biết thật, cái này không biết thật. Ê, mà mình hình như mình vào luôn xem nào. Sao cái quả thần nó có cái hiệu ứng đấy nhỉ? Chắc va cái xem nào. Sao lại có hiệu ứng ta? Tôi cũng không để ý bạn ạ. Ê, thực sự là quả thân có cái hiệu ứng nữa không? Ủa, còn panda mất tiêu bạn ơi. À, panda ở trong nhà không? Chả nhớ panda đâu bạn ạ. Hay là panda lại đi mất tích tiêu rồi. Nếu con panda mất tích bạn ạ, giờ nó biến mất luôn rồi cơ. Tôi cũng chả biết sao nữa. Thôi kệ đi. quả thân đúng không? Quả thân đâu nè? Quả thân. Hay là hạt giống mà. Cái quả thần mình cất đâu nhỉ? Hay bên này à? Ê! À đây. À vừa có này. Thuộc tính thể lực lá chắn, cái này là ăn đúng không? À, chắc mình nghĩ khi mà ăn cái này mình sẽ được cộng thêm 100 máu, cộng thêm thể lực, cộng thêm lá chắn là đúng không ta? Để test thử nhá. Cái chính ra mình cũng chả để ý bạn ạ. Ngày trước ở đâu có hiển thị cái thuộc tính ở đâu. Hình như là mới đúng không nhở. Ê, từ bây giờ thử sao lưu xong mình ăn thử các bạn ạ. Ê, hình như đợt trước tôi nhớ ở đâu có hiển thị cái thuộc tính ở đâu các bạn nhở. Hình như bây giờ nó mới hiển thị hay sao. Hình như cũng mới gần đây thôi. Chắc tầm đợt trước mình sinh tồn mình nhớ ở đâu hiển thị cái thuộc tính ở đâu. Để coi bạn ơi xem nào. Đang hơi ho các bạn thông cảm, giọng đang hơi bị khàn khàn. Rồi, ok bạn ơi, sao lưu trước này.
Salute, lâu thế. Hơi lag bạn map bây giờ nặng quá mà. 320 ml. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ vào ăn thử xem bờ có đúng tăng thêm đúng thuộc tính là tăng thêm 100 máu, tăng thêm thể lực cái thứ gì bên ha. Đấy. 100 máu lá chắn cái thứ à, xem hiệu ứng cái thứ bao nhiêu đây. Ô thật này, cộng thêm ở đâu? Ờ đúng rồi. Ê, chính ra không chuẩn lắm nha. Cộng thêm 100 máu, cái này là lá chắn mà đúng không? Ê, ở đâu? Đây lá chắn, ở đúng rồi. 100 máu thêm cả lá chắn nữa bạn ạ. Ừ, vậy chúng ta cộng thêm 300 máu, chính xác mình có 300 máu nữa, tệ không? 100 máu cộng thêm 100 máu cộng thêm 100 lá chắn nữa. Vậy là hiện tại chúng ta là có 300 máu bạn ạ. Oh, hiện tại là có 300 máu nha. Ok bạn ơi, thôi khôi phục cái. Rồi, khôi phục lại bạn ạ. Về cơ bản là cũng chuẩn đấy chứ. Ê, nhiều khi đứa trước tôi cũng không để ý bạn ạ. Cái hiệu ứng này hình như là tồn tại là khi nào chúng ta bị mất thì thôi nhá. Đấy, khi nào chúng ta bị hết sạch máu, hết sạch lá chắn thì thôi bạn ạ. Cũng được chứ nhở. Ok là đấy. Rồi, cắt đi. Rồi, giờ tôi mới biết là bạn ạ, ngày trước cũng chả để ý lắm bạn ơi. Để coi xem nào. Wow, nhìn chill ta. Ủa, trồng hoa này thôi cũng hơi lác lác nè. Nhiều hoa cũng được. Cố xay gió thứ bạn ạ, trông cũng chill đấy. Chill nha. Yeah. Chị Dino Sakura cũng chơi mini war à? Đâu, bốt một không ông để avatar đấy mà. Ôi dồi ôi. Cái gì đâu, bây giờ thích để tạo một cái nick mới, đặt tên Dino Sakura luôn, để cái avatar luôn, không có vấn đề đâu. Rồi nhìn Photoshop lỏ vậy, bạn này cần học một khóa Photoshop nha. Ê, thực sự ông này là cần học một khóa Photoshop nha. Photoshop nhìn hơi lỏ nha, ơi ghép hơi lố, trời ghép hơi gà lắm đó. Bạn này cần thực sự là cần học một khóa bổ túc Photoshop nha. Hơi lố bạn ạ. Vậy Mini War Child bí ẩn ngôi trường ma ám à? Wow, nhìn đẹp đấy. Ơ, mua thế đấy à? Không có ma biết gì à? Sao không bù, không review con ma đây? Chả thấy con ma đâu. Xem con ma trông như nào chứ. Ôi, ôi. Ê, thì để lưu lại bên, tôi lưu lại cái, để tôi lưu lại cái. Ok, thử lưu lại luôn bạn ơi. Xin nhá. Bình xin nhá. Ê, thử dùng cái ảnh, dùng cái skin này như nào nhỉ? Hình như ở trên điện thoại được không? Trên PC được đâu. Ôi, đúng rồi, ở trên điện thoại được bạn, tôi cứ lưu lại cái. Ê, được nha. Được nha, để khi nào tôi dùng cái skin này tôi trà trộn liên thông bạn ạ. Được chứ. Hợp lý bạn ạ. Được. Tôi đánh bốt thượng cổ không cần oxy, không cần khoan đầm hồn thì trước giờ mình cũng thế mà. Mình đánh bốt thượng cổ dùng cái quyền triệu được mà. Tôi nhớ đợt trước mà mình đánh mình cũng đâu cần dùng ấy đâu. Ui, bạn này có tượng tượng cổ này xịn mấy. Ê, mình chả có tượng tượng cổ bạn ạ. Tại vì tôi lười làm nhiệm vụ á. Bây giờ phải bảo phải làm nhiệm vụ theo thứ tự gì cơ thì mới có cái tượng tượng cổ đấy cơ. Mà tôi lười làm nhiệm vụ quá bạn ạ, nên bỏ qua luôn. Mình đánh giá cái phần mái này đấy, cái phần mái là hơi thô rồi đấy, cái phần này, cái phần mái mái này đấy là hơi thô rồi. Nó cái phần này, cái phần đoạn mái mái là hơi thô rồi nên chỉnh lại nha. Còn lại về bố cục ok rồi đấy. Mà đánh giá cái phần góc mái này hơi thô nha. Đó. Ôi sao ở ha. Chính ra từ khi mình nâng cấp nhà lên xung quanh các thứ kiểu hàng rào các thứ á, mình không gặp tình trạng là trứng bom spam trong nhà bạn ạ. Nhưng mà map cũ thì bị nha. Mấy cái map mà sinh tồn, mấy cái map sinh tồn gì gì á, sinh tồn rừng mưa ngày xưa á, chả hiểu sao có trứng bom trong nhà bạn ạ. Thế mới lạ cơ. Tôi không biết sao nữa. Ủa gì đấy? Cái gì mà lava tùm lum, xâm nước tùm lum gì đấy? Công trình đẹp không hả? À, ông này chắc xây lên bạn ạ. Ừ, chắc thế. Nhìn thấy hơi lag bạn. Ừ, nhìn thấy lag rồi. Này, không biết là có xài máy chỉnh sửa đấy không? Chứ riêng cái việc đặt block này không, tôi cũng mệt bạn ạ. Ừ, không biết là ông này có giấu cái máy chỉnh sửa đấy không lắm này. Ê, check va nào có giấu cái máy chỉnh sửa địa hình ở đâu không vậy? Chứ tôi thật bơm lại riêng đặt cái block như này thôi, thế bể các bạn ạ. Thế hơi nghi nghi nè. Ủa, bởi gì đấy? Mời mọi người à, kinh thành Huế à? Ôi, bởi nhìn hay chú. Wow, nhìn đỉnh. Ui, nhìn này. Hey, nhìn có bản đồ thôi trông có thế hoành hoành tráng đấy. Wow, ok luôn nha. Để lưu cái ID này. Đấy không, các bạn không? Đấy. Anh em đăng bài lên trên mấy nhóm này, tôi copy ID rồi thôi. Ồ, tên tôi lướt qua. À, nhìn ảnh ảnh này. Đấy, nhìn ảnh trông có vẻ đẹp này. Đấy, xong tôi copy cái ID này. Đấy, tôi copy cái ID.
Đó, xong tôi vào game, tôi vào thư viện bạn, tôi vào thư viện nhá. Đấy, tôi tìm phát có ngay. Chứ bây giờ các bạn cứ vào phòng MP xong các bạn chat cái ID đố biết như nào nó chịu. Chịu luôn. Nó chả biết mắt đẹp hay không bạn ạ. Đấy, này phải tiện không? Tiện hơn rõ ràng luôn bạn ơi. Ok la liền. Ui, vẽ đẹp thế. Wow, đẳng cấp vậy. Ê, thật sự là ngầu nha. Gì ấy? Ủa, ông cái này từ mùng 9 tháng 6 rồi ta. Cái bài đang từ mùng 9 tháng 6 rồi. Cập nhật đi. À, ở trên PC bị lỗi rồi. Ở trên PC bị lỗi cái gì ấy sao bạn ạ? Tôi hình như thế sao á? Mấy cái gachapong này bị lỗi này. Tôi cũng bị là bạn ạ, không phải cập nhật đâu, còn bị lỗi đấy. Chỉ biết đúng không? À không, cái gachapong của mình còn chả hiển thị thì cơ bạn ạ. Này không lỗi, hóa ra chỉ có mình lỗi thôi à? Của mình còn chả hiển thị gì bạn ạ. Ừ, của mình còn chả hiển thị gì cơ. Vậy hóa là mình lỗi chứ không phải bài lỗi bạn ơi. Trời ơi, chính ra có mỗi tôi lỗi thôi bạn ạ. Ok. Ủa, sao biển của tôi nó bị đóng băng là sao? Thì nó gần vùng băng thì nó đóng băng thôi. Nè, thì nó gần cái vùng băng tuyết này thì đương nhiên cái khu vực này nó đóng băng cũng bình thường mà ta. Ủa, là thậm chí nếu kể cả không phải là vùng băng tuyết, mình cầm mình đội cái mũ của băng vương á, xong mình chạy lên tinh tùm luôn cũng đóng băng mà. Ôi bôi, xây này cũng chẳng chứ mà bé xây gì ấy, tòa nhà quản lý à, mà này trang trí bên trong cũng bệt nha. Tôi không biết được, nhìn bên ngoài cũng bình thường, không biết bên trong nào bạn ạ. Bên trong thì có vẻ cũng trang trí này. Ê, trông cũng ok chứ nhỉ, trông có vẻ là cũng ổn bạn ạ. Trông có vẻ cũng... Ui, gậy nhìn đều đẹp quá ta. À, cái này song gậy à? À, người rảnh rỗi. Nhưng mà nhìn cũng đều đẹp thật bạn ạ. Để trang trí kiểu tường nhà cũng ok nhỉ, đúng không đấy. Lấy cái này, nhưng mà không, cái gậy này tự nhiên nhìn to hơn không? Cái gậy này tự nhiên nhìn nó khác biệt so với những cái gậy còn lại bạn ạ. Trông nó không đều lắm này đâu. Đang gậy gỗ màu nâu tự nhiên chuyển qua gậy này màu xanh. Trông nó không đều lắm bạn ạ nhỉ. Bỏ gậy đi, bỏ gậy đi. Lava làm ngập cả một góc rồi sao? Này ông đổ lava à? Tôi cũng không biết nữa bạn ạ. Trông nó có vẻ giật lác ta. Xây nhà thờ ấy, đẹp phết. Ok chứ, nhìn cũng được bạn ạ. Trông ổn đấy. Lâu lâu mới đi lượn lượn. À đúng, thấy bảo ở trên TikTok đang có cái trend mà làm mái nhà cờ Việt Nam ấy. Đây, anh em làm trong Minua này. Đang thấy có cái trên mái nhà cờ Việt Nam bận ạ. Ủa bồi. What? Trông nhìn hơi ghê. Trung thu ở tầm khoảng chưa đến tháng nữa trung thu rồi. Wow, nhìn cũng kinh, trăng máu à. Trông hơi sợ sợ nè. Để đấy. Bạn nào chơi rồi, bạn nào thử tải về đang review tôi cái. Để tôi chơi thử xem. Xem có ghê không. Trông bố ui, quả nhà nhưng mà quả nhà thiết kế là hơi bất hợp lý nè. Ngoài đời như này là gãy ngay bên ạ. Ngoài đời như này là gãy ngay. Ồ, con này con gì ấy? Con này là con gì ấy? Tôi cũng không biết, giống tai mèo mà lại có cây hoa lá à? Hơi lạ nha. Chuẩn bị làm một cái vô hạn thành là sao? Ui, làm vô hạn thành trong sinh tồn nữa, ghê vậy. Càng ấy chứ. Ui, cái kiếm thủy triều mà là vĩnh viễn không? Ui, nhân một là vĩnh viễn gì nữa? Nếu mà có ngày nó sẽ ghi ngày nhỉ? Ông này là quả vĩnh viễn này. Không biết là sự kiện gì bạn ạ. Được quả vĩnh viễn kìa. Mấy cái sự kiện này đó. À không, cái này lôi mà. Wow, ủa cái nhà đẹp này. Nhà bởi đánh giá là đẹp nha. Ê, thực sự là xây đẹp bạn ơi. Được nha, đánh giá là đẹp nha. Ê, hấp dẫn đấy. Không biết ơi mà nhìn sơ qua có vẻ như bên trong trên trang trí này. Tôi nhìn qua cửa sổ hình như thế, không biết đúng không nữa. Nếu là bên trong trang trí nữa là tuyệt vời luôn chứ. Không biết là bên trong trang trí chưa nhỉ. Nhưng mà nhìn đẹp đấy bạn ạ, nhìn ok đấy, trông ngầu đấy. Ôi, game. Ông này trông lag rồi. Ôi, thôi, trông thấy lag bạn ạ. Nhìn hơi lag nha, quả đặt bom này hơi lag. Gì đấy. Mai đi học, à, chuyện kinh dị có thật. Ok. Hay vậy. Wow, đẹp ta. Đẹp ta. Ngầu đấy. Pixel à. Ok luôn, nhìn cũng được đấy chứ. Ê, khoảng ngôi sao trông hơi lệch nha. Ừ, ngôi sao sẽ hơi lệch nha. Đề nghị xây lại ngôi sao nha.
mong Minua làm lại lỗi bí mật là sao? Ê, tôi đang định chuẩn bị đánh bốt núi lửa này mà bà ấy bảo bị lỗi bí mật là sao bây giờ? Ê, từ ok bốt núi lửa này, ok tôi sẽ bí mật đấy. Ôi, từ bà ấy đang đánh bốt. Ôi, con bốt lao vào tấn công xong nó bí mật luôn kìa. Ê, một tiếng trước nha, chứng tỏ là mới nha. Ôi, mặc dù là bốt, ấy không phải là bốt biến mất mà là con bốt nó bị tàng hình các bạn ạ. Có phải không, nó vẫn phun lửa này. Ê, con bốt nó vẫn phun lửa nha. Nó không hề biến mất mà nó chỉ tàng hình mà thôi mà. Ê, chà. Ôi giời, ôi, thậm chí nó còn triệu hồi ra mấy cái cổng gì trông nhìn ghê vậy. Thế này thực sự là khó nói nha. Đánh bốt trong vô vọng mà. Con bốt không hề biến mất mà nó chỉ tàng hình thôi. Ê, thế này thì ai mà dám đánh bốt ta? Tôi đang định đánh bốt. Ủa, bà là ngôi sao, ngôi sao đẹp thế. Ê, thực sự là đang định đánh bốt núi lửa mà lại bị lỗi này ta. Ok bạn ơi, rồi không biết là có bạn nào gặp tình trạng lỗi bốt như này không mà để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Rồi thì video chắc là xin phép rồi, cứ thôi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.